thân ái kính chào anh chị em. Thân ái chào tất cả các bạn giáo lý viên và huynh trưởng thiếu nhi thánh thể. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyên mục mới làm livestream. Đó là bài ca giáo lý. Các bài ca giáo lý thì thường rất là ngắn, dễ tập, dễ thuộc. Và các em học sinh giáo lý thì dễ hiểu và dễ nhớ. Chính vì yếu tố đó nên các bài ca giáo lý có thể nó hơi giống nhau theo nhịp điệu, theo giai điệu. Nên chúng tôi cố gắng sáng tác rất là đơn giản, không nhắm đến yếu tố nghệ thuật, cho bằng là cái yếu tố truyền tải nội dung. Nhiều bài nó sẽ giống lẫn nhau, không sao. Các em nhờ cái giống nhau như vậy, các em sẽ dễ nhớ. Và chừng một năm học giáo lý, xét ra các em mà thuộc được và nhớ được, thích được 10 bài để mà hát đi hát lại là đã thành công rồi. Bởi vì mỗi một bài như vậy là một cái ý niệm lời Chúa, hoặc là một cái lời mời gọi, một đức tính nhân bản, một cái lời mời gọi sống dễ thương tử tế nào đó, vừa tầm với các em thiếu nhi. Mở đầu với chúng ta hôm nay là bài Em Vui Học Giáo Lý. Chúng tôi sáng tác bài hát này có lẽ cũng đã được gần 40 năm. Em vui học giáo lý, giáo lý của Chúa Giêsu là đức Kitô, là nguồn sức sống để em sống vui, sống rất vui, sống rất ngoan. Và em học giáo lý siêng năng, luôn siêng năng. Em chăm học giáo lý, giáo lý của Chúa Giêsu là đức Kitô, là nguồn yêu thương để em sống ngoan, sống rất vui, sống rất ngoan. Và em học giáo lý siêng năng, luôn siêng năng. Em vui học giáo lý của Chúa Giêsu là đức Kitô, là nguồn sức sống để em sống vui, sống rất vui, sống rất ngoan. Và em học giáo lý siêng năng, luôn siêng năng. Em chăm học giáo lý của Chúa Giêsu là đức Kitô, là nguồn yêu thương để em sống ngoan, sống rất vui, sống rất ngoan. Và em học giáo lý siêng năng, luôn siêng năng.